Trà Tiên Nâu xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày mới chúc tất cả quý vị và các bạn có một sức khỏe dồi dào và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta là những người hay có thói quen thưởng trà một mình hoặc nhiều là hai người thì bạn nên sử dụng những cái bộ ấm chén như thế nào cho phù hợp, cũng như ấm chén như thế nào để chúng ta pha một cái ấm trà nó ngon và nó đầy đủ cái hương vị để dành cho một mình hoặc hai người thưởng trà. Thì hôm nay Trà Tiên Nâu sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết về hai bộ ấm chén pha trà để một mình uống và hai người uống. Và đây ạ. Và đây là cái bộ ấm chén dành cho một người thưởng trà, hay còn gọi là bộ độc ấm. Thì chúng ta một mình thưởng trà thì cái số lượng trà cũng như là cái lượng nước nó ít, mà chúng ta pha vào những cái ấm lớn thì nó sẽ làm nước nó nhanh nguội hơn này, và nó sẽ pha lượng trà ít, nó sẽ không có ra được những cái hương thơm và nguyên bản của trà. Vì vậy là khuyên chúng ta là nên sử dụng những cái bộ độc ấm nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy để chúng ta pha tầm 3 gam trà vừa đủ để chúng ta thưởng thức hai ly trà, nó rất là ngon và thơm ạ. Và tiếp tục chúng ta thưởng thức trà thường xuyên hai người thì chúng ta nên sử dụng cái bộ nhị ẩm đây ạ. Bộ nhị ẩm gồm có hai chén, một đĩa và một cái ấm như vậy. Đây, một cái ấm như vậy thì đựng khoảng là 100ml nước ạ, 100ml nước. Và bạn sử dụng là 3 gam trà để hãm trong 100ml nước này. Thì một cái ấm này bạn pha được sẽ ra là được hai cái ly trà để đủ hai người thưởng thức. Thưởng thức hết hai cái ly trà đó, bạn lại tiếp tục là châm nước vào để chúng ta pha tiếp, để chúng ta thưởng thức những cái ấm trà, những cái chén trà nó nóng hổi và nó thơm, và nó không bị là mất đi cái hương thơm nhiều khi chúng ta pha vào những cái ấm lớn ạ. Ngoài bộ độc ẩm, nhị ẩm, bạn còn có thể pha trà trên những chiếc chén khải đẹp và độc lạ như vậy. Chén khải thì có nhiều dung tích 100ml, dung tích 200ml nước ạ. Đấy, tùy theo cái số lượng người thưởng trà mà bạn sử dụng những cái chén khải nó phù hợp. Đây, cái chén khải này thì dành cho khoảng từ 1 đến 2 người thưởng trà là chúng ta sử dụng cái chén khải như vậy để bạn pha trà. Còn cái chén khải ở bên tay trái của mình lớn hơn thì với cái dung tích là 250 đến 300ml nước, sử dụng là với số lượng người là đông hơn, từ 2 đến 5 người là bạn có thể sử dụng cái chiếc chén khải lớn như vậy rồi. Đấy. Và những để mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cái cách sử dụng pha trà bằng chén khải thì video sau mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn cho quý vị và các bạn nhé. Và bạn chưa biết lựa chọn cho mình được những cái bộ ấm pha trà độc ẩm, nhị ẩm hay chén khải ở đâu chất lượng thì hãy nhanh tay liên hệ đến Trà Tiên Nâu. Trà Tiên Nâu ngoài cung cấp các sản phẩm trà sạch hữu cơ chuẩn Tân Cương Thái Nguyên còn cung cấp ra thị trường những cái dụng cụ pha trà chất lượng tốt để chúng ta pha ra những cái chén trà nó thơm ngon chuẩn. Và quý vị hãy nhanh tay liên hệ đến số điện thoại 0968 600 070 và 0982 111 070 để được đặt hàng.